Xin mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Tân ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Tân có về một số cây mai tàn đâu gì. Giá thì rất mềm ha. Rất mong viện hộng cho anh Tân. Rồi, chào anh. Chào anh, chào bà con trên mọi miền đất nước thân thương. Hôm nay mình có khu vườn mai nhà phục vụ bà con, mong bà con ủng hộ. Hình thức của mình là bao sống, bao xếp. Còn bên mặt bông thì tùy theo mình chăm sóc. Năm 7, 12, 13, 15 tùm lum mà hay tốt nó ra hai lớp vậy đó. Đây cây số 29. Rồi, 29 ha. Chiều cao khoảng thước 1. Hoành 15. Rồi. Đây đế đẹp cực kỳ luôn á. Đế đẹp luôn á. Giá 400. Rồi, chỉ có 400 thôi gì. Cây số 30. Rồi, 30, dáng trực cây không ha. Chiều cao khoảng thước 4. Thước 4, thước rưỡi gì đó. Cái này là một cặp nó luôn á, nếu mà ai lấy một cặp thì để 1.4 triệu, còn bán lẻ thì 750. Hai cặp giống nhau thì thật luôn á. Hoành 18.5. Giá 750. Mình ha. Cũng có hai cặp mà mỗi cặp 500 mà có hai cặp cuối clip á. Đây cây 31 rồi đó là cũng cặp với là đó. 30, 31, ai lấy 1 cặp thì bớt 100 á. Chiều cao cũng khoảng thước 4 luôn. Hoành cũng 18.5 luôn. Rồi. Giá 750. Rồi, 750 ha. Đó, bà con lấy 30, 31 thì bớt 100. Rồi. Cái 32. Rồi, 32. Chiều cao khoảng chừng thước 2. Cái này cũ đế là dữ dằn quá. Hoành 18. Đây coi. Cũ này nhiêu này. Cũ 26. Rồi. Giá 600. Rồi, 600 ha. Cái số 33. Rồi, 33. Chiều cao khoảng thứ 2. Đế đẹp luôn ạ. Hoành 16.5. Giá 300. Rồi, 300. Cái số 34. Cái này cành nó đều nhưng mà nó còn nhỏ. Cành nó nhỏ mà đều. Khoảng thứ 2. Cái này vành bự á. Vành 19. Rồi. Giá 600. Rồi, chỉ có 600 thôi. Cái số 35. Chiều cao khoảng thứ 3. Hoành 18.5. Giá 600. Rồi, 600. Cái 36, chiều cao khoảng thước 2. Cái này vừa cũ vừa đế luôn á. Bàn đều ha, cũ nở nè. Cũ nở mà đế đều răng rắc luôn á. Hoành 18. Giá 550. Rồi, 550. Số 37, chiều cao khoảng thước 3. Hoành 20, giá 400. Rồi, 400. Này tại vậy chứ tàn nó đều lắm, mà nó nhỏ nhỏ, nuôi năm sau nó ra đều luôn á. Số 38, chiều cao khoảng thước 3. Hoành 16. Giá 500. Rồi, 500. Số 39. Chiều cao khoảng thước 3. Hoành
Hoành 19 giá 550. 550. Bốn mươi chiều cao khoảng thứ hai. Hoành 19 giá 500. Rồi 500. Cái 41 chiều cao khoảng thứ hai. Hoành 17 rưỡi. Giá 400. Rồi 400. Cái 42 chiều cao khoảng gần thước. Hoành 17 giá 300. Rồi 300. Cái 47. Rồi 47 chiều cao khoảng thước 2. Đi 43 không phải? 43. Hoành 18 giá 400. Rồi 400. Thì 44 chiều cao khoảng chừng 9 tấc. Hoành 17 rưỡi giá 300. Rồi 300. Giá 45 chiều cao khoảng thước 3. Hoành 15 giá 350. Rồi 350. Giá 46 chiều cao khoảng thước 2. Hoành 17 giá 400. Rồi 400. Cái 47 chiều cao khoảng thước 2. Hoành 16 giá 350. Rồi 350. 48 chiều cao khoảng thước 3. Hoành 17 giá 350. Rồi 350. 49. Rồi 49. Chiều cao khoảng chừng thước. Hoành 16 rưỡi giá 300. Rồi 300. Trên 50 chiều cao khoảng thước 3. Cái này đế rễ dữ lắm. Hoành 17 giá 400. Rồi 400. Cái 51 chiều cao khoảng thước. Hoành 18 giá 350. Rồi 350 ha. Cái 52. Rồi 52. Chiều cao khoảng thước 2. Đế đẹp luôn á. Hoành 18 rưỡi giá 400. Rồi 400. Rồi mình còn 2 cặp nữa đây. Rồi. Mỗi cặp 500. Rồi 2 cây ha. Rồi 2 cây hoành khoảng 15 nè. 2 cây này. Rồi. Cặp số 1 500. Rồi 2 cây 500 ha. Bao ship luôn. Đây, cặp số 2. Dạ, 2 cây luôn ha. 2 cây luôn, vành khoảng 15. Dạ. 15 16 vậy á.
Rồi, 500 luôn ha. 500 luôn. Dạ, cái gì nhắn tao lẹ. Anh có nhắn gửi cho mình. Mong bà con cô bác trên mọi miền đất nước ủng hộ giùm, cảm ơn nhiều. Rồi, cảm ơn đem mua mai về đem may mắn nghỉ gia đình mình. Cảm ơn quý ủng hộ cho anh Tân ha. Rồi bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.